4508 kéo cày chảo Vũ Hải, dàn cày 5 chảo, chạy đất như bơm nước. Em ấy đang thử máy test độ tải nên là chạy nhanh quá. Đường cày quá nóng nạc và cực sướng luôn. Cơ khí cày chảo Vũ Hải, xóm 5 Kim Ngọc 1, Liên Giang, Đông Hưng, Thái Bình, đang cày trên cánh đồng là Trực Thắng, Trực Ninh, Nam Định. Test dàn cày 5 chảo cho máy 4508, chuyên cày đất ruộng, và ở đây là ruộng hai mùa khô và nước. Cơ khí cày chảo Vũ Hải xin chào anh em làm máy nông nghiệp Trực Thắng, Trực Ninh, Nam Định nhá. Ai yêu cày chảo Vũ Hải thì alo cho em theo số điện thoại là 0982 975 256. Xin thân ái chào bà con. Chúc bà con có những vụ mùa bội thu. Này mà bảo em đi quay cày mà đi kiểu này thì đuổi làm sao được máy. Đường cày thì thẳng văng thế này. Xong là bác chủ chạy nhanh quá. Em chào anh Vũ Hiến nha. Chúc anh có một buổi chiều vui vẻ và một buổi tối thật nhiều năng lượng. Xin thân ái chào bà con. Cơ khí Vũ Hải đang test cày 5 chảo cho máy 4508 trên cánh đồng Trực Thắng, Trực Ninh, Nam Định. Đất nó chưa khô đâu. Đất này nó chưa được khô lắm. Nó phải khô lên tí nữa thì là cày mới ngon. Hả? Khô tí nữa cày mới ngon. Kệ nó thôi. Em chạy dịch nó ra ngoài này một tí. Đừng chạy ôm vào trong quá. Chạy ra mé bên ngoài đó. Ừ, chạy hơi ra ngoài. Ăn một bánh vào đấy thôi. Đất nó vẫn rớt quá. Đất nó chạy từ đường sau rồi đi đâu đấy. Không đứng được. Em sắp xong nó lên, đất nó rớt quá. Đất nó rớt quá. Hả? Tí nữa em sang cái xá bên kia nó sâu hẳn luôn đấy. Ừ. Cái đường này là nó bao giờ nó khổ hơn. Với đất nó phải khô thì nó ngon hơn. Sóc thủy lực một hai phát cho nó rũ đất ra đi, đất nó rớt quá. Lên cục tàu quá.
Đấy, từ đường này giờ đi cày với Ngôn. Từ đường này giờ đi cày với Nhàn. Sao nó lại dắt thế nhỉ? Cứ chạy vừa phải thôi. Đó. Chạy vừa phải thôi, đừng chạy nhanh quá. Đi vào rõng ấy. Điều mà nó ấy anh ạ. À. Em đi chậm chậm thôi để anh chỉnh. Đang định gọi để chỉnh ấy. Vào rõng cày đi em. Rồi. Ôi. Để anh chỉnh cho. Giữ nguyên, giữ nguyên. Cái này chỉnh như nào vậy anh? Đấy, nhả con này đấy. Đây nhá, giờ nó đang bay đầu. Nhưng mà để in, nếu mà anh chỉnh được rồi, để in cái dầm được không? Để nguyên nước cái thôi, chả ảnh hưởng gì cả. Rồi mày gạt ra nhá, vẫn tản. Giờ là của em nó đang lao vào đây, lao đầu ra đây đúng không? Vâng, em phải bẻ, bẻ lái em phải bẻ lái vào đấy, giờ đây, em cầm cái trục này. Em kéo nó về sau này. Đấy, cho cái góc này nó mở ra. Nâng, nâng cày lên cho anh. Nâng tí thôi. Ừ, nãy căng mà. Đất này vẫn rớt lắm, nó phải vài buổi nữa. Đó, đất này vẫn rớt lắm. Em không đuổi kịp máy các bác ơi. Vớ được bác Tiến này ở trên Facebook là nick Facebook là Nguyễn Tiến. Bác ấy vớ được cày nhẹ, bác bảo nhẹ hơn HD, bác chạy gớm lắm. Sáng mai Hưng Yên anh ơi, anh Phạm Thắng nhá, sáng mai là Hưng Yên đấy. Sáng mai là có cậu Long ở bên em, cậu ấy sẽ sang tết cày cho các anh. Mai thì em có công việc rồi, sáng mai em có bận một chút. Ngày hôm nay thì là vì là xe, sáng nay cậu Long bên em cậu ấy giao cày tại Yên Lạc. Yên Châu, Yên Lạc, Phúc Yên, Vĩnh Phúc giao mấy dàn cày ở khu trên đấy. Thế nên là đâm ra là hôm nay là em không bố trí kịp, nên là em phải đi sang đây với các bác ấy để test cho các bác ấy. Ngày hôm nay vì bác ở trên này là bác ấy nhận có khoảng 300 mẫu ruộng thôi.
300 mẫu ruộng nên là bác ấy rối quá lắm, em không thể đình dình của các bác ấy lại được. Ok anh Phạm Thắng nhá. Các bạn là cái kia của em nó chật rồi. À, có co lại tí nữa không? Đấy, cái nơi trước sâu à? Không, anh thấy nó vừa đấy. Không sâu đâu, đây này nhìn đất nền bằng luôn. Cảm giác đấy. Còn nếu không thì co lại bên kia lên một tí nữa thì tốt. Cái này căng vào rồi, căng vào. Cái đấy căng lúc nào về nhà em chỉnh đi. À, nhưng mà có cách nào để cho nó đuôi cày không? Vành cao lên không? Cái này bây giờ nâng đi. Vành cao lên nhá. Anh bảo em này. Em ra cơ khí, em làm một cái miếng mã ra đây. Em hiểu chưa? Dài không? Làm một miếng mã dài 20 phân ra đây. Xong bắt đầu từ đây ra đây cho một cái lỗ vào chỗ dưới này thì tự nó sẽ nâng cao lên trên. Bây giờ cho nó nâng cao không? Xuống nó dưới nó nâng cao nhưng cái đờ của em nó không đủ dài. Cái hàng cái đơ kia nhỉ? Ừ, em cho dài cái đơ kia. Có nghĩa là chốc nữa em cứ chỉnh cho nó đủ xong bắt đầu em đo một cái dài. Cho xuống đây nào nó nâng cao à? Đúng rồi, cho đấy nâng cao. Đây nhá. Ở cày này, em xuống cái lỗ này. Bên này em xuống cái lỗ dưới này. Cái này em cho vào lỗ trong này. Đây cái này vào lỗ trong, hai cái phải vào trong giống nhau. Và cái này xuống dưới cùng thì nó nâng cách mặt đất phải tầm 1m2. Chạy từ từ thôi, cho anh đuổi anh quay phát này nữa để trả hàng cho em trên Facebook là nghỉ thôi. Hay là làm đường này đường nữa đi rồi nghỉ. Thế này thôi, điểm đạm này nó ok rồi, đã đuổi được. 4508 kéo 5 chảo hết lốp luôn. Phụt như tuốt lúa các bác ạ. Đất bên này là đất thịt 100%, không có tỷ lệ pha. Em thấy đần lên toàn đất đen xì ấy. Đây là xin giới thiệu với bà con là quá trình lắp đặt một dàn cày từ ban đầu, từ lúc sơ khai cho đến lúc mà bắt đầu em xuống ruộng và em cầm cà lê em chỉnh để cái dàn cày bắt đầu nó hiệu quả và nó làm được việc. Nó mất khoảng bao nhiêu thời gian là nó thể được hiển thị trực tiếp trên cái live stream trực tiếp này. Thế nên là anh em dù là đánh giá cày hay quảng cáo cày thì miễn là làm sao là các anh phải nhìn thấy được là cái quá trình lắp một dàn cày và để sử dụng được một dàn cày nó mất bao nhiêu lâu. Như của em nghĩ rằng là nó rơi vào khoảng tầm là 5 đến 10 phút. Anh em yêu cày Vũ Hải thì xin liên hệ trực tiếp cho em theo số điện thoại là 0982 975 256. Còn nếu anh em trong quá trình sử dụng tìm ra những cái lỗi hoặc những cái gì mà cần khắc phục sửa đổi thì góp ý cho em theo số điện thoại em vừa thông báo để em nâng cấp sản phẩm ngày một tốt hơn. Thôi em quay video đến đây nhá. Xin chào hẹn gặp lại bà con cho các cái video sau. Xin thân ái chào tạm biệt.